Xin chào quý vị và bà con nông dân. Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ vẫn chịu sự tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ lẫn sương mù về đêm và sáng, tập trung ở các tỉnh Đông Bắc Bộ. Còn trưa chiều trời khô ráo hơn và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ cao hơn do trời có nắng. Với khu vực miền Trung, khối không khí lạnh cuối mùa chỉ làm cho trời nhiều mây ở các tỉnh phía Bắc về đêm và sáng, còn trưa chiều thì cũng giảm mây và có nắng yếu trở lại, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Đến các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, cao nhất ngày mai có thể dao động quanh mức là 29 đến 32 độ, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hong phơi nông thủy hải sản của bà con. Càng đi về phía Nam thì nhiệt độ càng tăng hơn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Đang trong cao điểm mùa khô nên nắng nóng xảy ra tại nhiều địa phương. Trong đó thì tập trung nhiều ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất có thể dao động từ 35 đến 37 độ. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều nên không khí càng oi bức ngột ngạt hơn. Và đây cũng chính là yếu tố khiến cho các cánh rừng ở Tây Nguyên đang ở cấp cảnh báo cháy cấp 4 và cấp 5 là những cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế, để phòng chống hỏa hoạn thì ngay từ đầu mùa khô đến nay, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực trọng điểm cháy, quản lý chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy. Các đơn vị chủ rừng cũng đã chủ động tu sửa, làm mới các công trình phòng cháy như là làm đường băng trắng cản lửa, xây dựng và tu sửa các chòi canh lửa, các hồ, bể chứa nước, các bảng tuyên truyền cố định, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Đến đây, bản tin thời tiết nông vụ ngày 8 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.